buổi triển lãm tranh cũng như là ra mắt tập truyện thơ Vui của bác sĩ Mùi Bí Bồng. Còn nữa, chúng tôi xin một tràng pháo tay cho tất cả quý vị có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị quan khách. Và hôm nay Hồng Vân thấy tinh thần rất là cao, ai cũng quý mến bác sĩ Mùi Bí Bồng, cho nên đã đến thật đúng giờ. Và một ngày chỉ là thật đẹp như thế này, Hồng Vân rất là vui thấy được những khuôn mặt rất là thân thương đến từ xa, xem nhất là từ Montreal, Canada, chị Phương Liên và bác sĩ Mùi Bí Bồng và phu nhân cũng đến từ Houston phải không ạ? Các bác sĩ Nguyễn Bích cũng và phu nhân cũng đến từ Houston và rất là nhiều các anh chị trong Hội Y sĩ Việt Nam, Hội Nha Y Dược, rồi các chị Trinh Viên, các anh Chu Vân An, Nguyễn Trãi, Trần Lục. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin phép đáp lại tấm chân tình của quý vị, chắc chắn là sự ủng hộ của tất cả quý vị ngày hôm nay, cũng vì cái mục đích của bác sĩ Mùi Bí Bồng là tất cả những đóng góp quý vị qua phần mua tranh cũng như là sách sẽ được bác sĩ hoàn toàn ủng hộ cho người dân, cho quốc gia Ukraine. Một lần một trăm phát tài thật lớn cho nghĩa cử cao đẹp của bác sĩ Mùi Bí Bồng. Và cũng xin cảm ơn quý vị đến ngày hôm nay, trước là để ủng hộ tác giả, sau đó là chúng ta tiếp một bàn tay để làm công việc ý nghĩa này. Chúng tôi cũng xin phép được tiếp tục giới thiệu trong phần quan khách, chúng tôi có sự hiện diện của nhạc sĩ Lê Văn Khoa và phu nhân là ca sĩ Ngọc Hà. Xin cảm ơn thầy đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng có sự hiện diện của anh hội trưởng của hội VASCA là Vietnamese American Senior Golf Association, cũng là một người bạn thân của bác sĩ Mùi Bí Bồng. Vâng, như hồi nãy Hồng Vân thấy là có chị Phương Liên, luật sư Phương Liên mà bây giờ là fashion designer, mà là người đã làm mai cho bác sĩ Mùi Bí Bồng, và chị Đăng Tâm là cái người có công rất lớn, nếu không thì hôm nay không có cái ngày vui như ngày hôm nay phải không ạ? Đến từ Montreal, Canada, rất là có lòng. Chúng tôi là chúng tôi chỉ có nhà sĩ bác sĩ Nguyễn Bích phu nhân cũng là diễn giả của chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ, rất là nhà sĩ Nguyễn Bích cũng như là bác sĩ và bác sĩ Trương Ngọc Thạch và phu nhân cũng có mặt chương trình ngày hôm nay. Có chị Hồng Tước với lại nguyên nhóm các chị của Trung Vương, chị Hồng Tước là em của chị Kim Tước. Và tất cả các quý khách ở đây đều là quan trọng hết. Vâng, và welcome tất cả quý vị. Trên Mỹ Nghĩa chúng ta có anh Văn Lan đến từ Tiệp Báo. Chào bắt tay trình ký giả Văn Lan. Xin cảm ơn anh, cũng như là ký giả Vương Huê, những người thực hiện video có mặt ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh nhà báo ký giả Vương Huê. Vâng, và sau đây thì chúng ta sẽ được coi trên YouTube lại toàn thể cái diễn tiến của cái bữa ra mắt sách ngày hôm nay và triển lãm tranh ngày hôm nay của bác sĩ Mùi Bí Bồng. Chắc chắn là không thể thiếu được các anh chị em trong câu lạc bộ tình nghĩa sĩ có mặt rất đông ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn cho các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã đến từ 11 giờ sáng để sắp đặt ghế với lại các ISO để cho những bức tranh phải không ạ? Nhắc đến đó, chúng tôi cũng cảm ơn chị họa sĩ Lê Thị Vinh, cùng Andrew, rất là nhiều anh chị cũng đã đến để giúp set up những cái bức tranh này. Cũng cảm ơn các anh chị từ nhóm Hội Hòa. Kính thưa quý vị, đối với câu lạc bộ nghệ sĩ và tất cả quý vị thân hữu có mặt ngày hôm nay, chắc chắn chúng ta đã từng quen biết tác giả Mùi Bí Bồng. Riêng đối với các anh chị em trong câu lạc bộ nghệ sĩ thì cũng không xa lạ gì. Bác sĩ Mùi Bí Bồng cũng là một trong những người trong ban biên tập của câu lạc bộ tình nghệ sĩ ý, với những tuyển tập văn học nghệ thuật cách đây từ 10 năm. Chúng tôi cũng đã có dịp làm việc với bác sĩ và ngày hôm nay và nói câu lạc bộ tình nghệ sĩ ý, chúng tôi rất hân hạnh được tiếp tay cùng với bác sĩ Mùi Bí Bồng để thực hiện buổi triển lãm tranh và ra mắt sách ngày hôm nay. Và lần nữa chúng tôi mong quý vị sẽ có một cái chương trình ngày hôm nay thật thoải mái và đúng như lời cái ý nguyện của bác sĩ Mùi Bí Bồng. Qua cái tập thơ này chúng ta sẽ có những cái nụ cười sảng khoái, những niềm vui khi chúng ta tham dự chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng. Vâng, cái người mà đang nói chuyện bên cạnh Hồng Vân chắc quý vị ở đây thì ai cũng biết, nhưng mà quý vị ở xa đến đó, thì đây là nha sĩ, nhạc sĩ, anh chàng là nhiều chữ sĩ lắm. Và là một trong hai founder cùng với lại nhạc sĩ anh Bằng cách đây 12 năm, năm 2010 đã thành lập câu lạc bộ tình nghệ sĩ gồm những nhạc sĩ, ca sĩ, văn sĩ, thi sĩ vân vân. Và bây giờ thì chắc Hồng Vân mời anh Cao Minh Hưng nói một chút về tiểu sử của bác sĩ Mùi Bí Bồng nha. Cảm ơn chị Hồng Vân và chúng tôi
Dũng. Xin cảm ơn quý vị. Cũng thấy có rất nhiều người có nhờ Văn Lên Dũng, xin cảm ơn em. Cũng như một số anh chị đến từ Việt Báo, nhóm Việt Báo viết về nước Mỹ cũng có mặt chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn các anh chị. Kính quý vị, nói đến nhạc sĩ, bác sĩ Mùa Nguyễn Bồng thì chúng ta cũng không xa lạ gì. Và ngày hôm nay chắc chắn như là Cảm ơn Hưng và chị Hồng Vân cũng thưa từ đầu chương trình, chúng tôi cũng được xin mời phép lượt qua đôi nét về tiểu sử của bác sĩ Mùa Nguyễn Bồng. Ông tốt nghiệp y khoa Sài Gòn năm 1971, trình luận án về tiến sĩ y khoa quốc gia năm 1972. Trong thời gian là sinh viên y khoa thì ông có làm nhiệm chế viên và trong khu ký sinh hóa. Sau khi tốt nghiệp thì bộ cũng đi làm giảng nhiệm trường khu ký sinh và vi nấm học. Tháng 12 năm 1973 thì ông nhận học bổng ở trường y khoa Sài Gòn và Hiệp hội Y sĩ Hoa Kỳ đi du học tại trường đại học Tulane University ở New Orleans, ở Louisiana. Ông tốt nghiệp cao học y tế công cộng và y khoa nhiệt đới vào năm 1975 và sau đó là tiến sĩ khoa học Doctor of Science vào năm 1980. Ông sống 2 năm rưỡi ở Colombia, ở Nam Mỹ từ năm 1976 cho đến 1979 để làm thảo cứu cho luận án tiến sĩ khoa học. Năm 1979 đến 1981 thì ông làm Postdoctor Fellow về y khoa nhiệt đới tại trường Tulane University. Từ năm 1981 đến 84 thì ông theo học chương trình thường trú y khoa gia đình tại Louisiana State University ở New Orleans, Louisiana. Và năm 1984 thì được cử làm thường trú, tức là Chief Resident. Năm 1984 thì bác sĩ hành nghề tư y khoa gia đình tại New Orleans, như ở Louisiana, đồng thời là trong ban giảng huấn lâm sàng về y khoa gia đình và cũng là Tulane University ở Louisiana. Và từ năm 1997 đến năm 2000 lần lượt giữ các chức vụ như là tổng thư ký, phó chủ tịch, rồi chủ tịch và chủ tịch Hiệp hội Y sĩ Hoa Kỳ, và năm 2002 là trưởng khu nội khoa. Thưa quý vị, với một số những nét về bác sĩ, và chắc chắn là nếu quý vị có quyển sách Thiếu Lâm Chân Kinh thì chúng ta cũng có đọc một cái bài thơ về Sơn đôi nét về tiểu sử của bác sĩ Bùi Nguyễn Bồng. Lát nữa đây thì chắc chắn là chúng tôi sẽ mời nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay lên đây để có đôi lời phát biểu. Tiếp nối chương trình thì xin mời chị Hồng Vân. Chị Hồng Vân hỏi là không biết bây giờ là bác sĩ muốn lên đây hay là để một vài bản nhạc để thay đổi không khí, và sau đó chúng ta sẽ mời bác sĩ lên đây. Chắc là thôi chương trình như vậy thưa chị. Chắc quý vị cũng biết bác sĩ Mùa Nguyễn Bồng, những cái bài thơ của ông đó là được rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng đã phổ thơ, trong đó là có các nhạc sĩ tên tuổi lớn như là Phạm Duy nè, rồi Anh Bằng, rồi Song Ngọc, vân vân. Bây giờ nhạc phẩm đầu tiên Hồng Vân Hân Hạnh được giới thiệu là do anh Hạnh Cơ là trưởng ban văn nghệ của câu lạc bộ tình nghệ sĩ sẽ cho chúng ta thưởng thức. Vâng, nói về nhạc sĩ Anh Bằng, lúc nãy thì Hồng Vân có nói là cách đây 12 năm khi mà bác chưa qua đời thì cũng đã có cái ý kiến hay là họ tất cả các nghệ sĩ lại, cho nên đã thành lập câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Và sau đó thì anh Cao Minh Hưng đã tiếp tục cái công việc đó. Và vâng, nói về nhạc sĩ Anh Bằng thì nhạc sĩ Anh Bằng đã chọn 4 bài để phổ nhạc, là bài Em Về nè, bài Lời Cuối Cho Người Tình, bài Mưa Lạnh Chiều Nay và Đời Chiếc Khăn Xô, mà về sau thì ông đã đổi tựa đề là Em Đã Ra Đi. Hôm nay thì anh Hạnh Cơ sẽ cho chúng ta thưởng thức nhạc phẩm này, Đời Chiếc Khăn Xô, có nghĩa là Em Đã Ra Đi. Một tràng vỗ tay để đón chào tiếng hát của anh Hạnh Cơ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sáng tác mà nhạc sĩ Anh Bằng cũng đã phổ thơ của thi sĩ Bùi Quý Bông. Thế thì chúng tôi cũng xin phép được bổ sung trong quý vị quan khách đến tập ngày hôm nay có anh Nguyễn Công Phương từ hội Ái Hữu, hội trưởng của trường Chu Văn An Nam Cali. Xin cảm ơn anh. Thế chắn là chúng tôi sẽ thiếu sót một số quý vị, mong rằng các chị trong ban reception, ban tiếp tân có thể tiếp tục đưa danh sách để chúng tôi có thể giới thiệu các quý vị quan khách tham dự chương trình ngày hôm nay. Để tiếp nối chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời bác sĩ Trương Ngọc Thạch, ông cũng là đồng môn tốt nghiệp cùng khóa với bác sĩ Bùi Quý Bồng, sẽ lên đây giới thiệu về tác phẩm Tiếng Lâm Trần Kinh. Và chắc chắn chúng ta quý vị đã có quyển sách trong tay, cũng muốn thêm về quyển sách này, xin một tràng pháo tay thật lớn cho bác sĩ Trương Ngọc Thạch.